Ngọc cũng rất là mong chờ, không biết là phản ứng của khán giả sẽ như thế nào đối với hồi tượng của mình lần này. Không biết là Ngọc sẽ nói điều gì, nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ không có được bật mí quá nhiều, nhưng mà Ngọc đang rất là nôn nóng luôn đến với dự án lần này. Bởi vì như mọi người thấy thì hình tượng lần này của Ngọc hoàn toàn khác luôn. Một cô gái tóc ngắn, cá tính hơn và đầy bản lĩnh hơn, nhưng không biết là thật sự bản lĩnh hay không, thì mọi người hãy đến với dự án lần này nha. Ngọc cũng rất là mong chờ, không biết là phản ứng của khán giả sẽ như thế nào đối với hình tượng của mình lần này. Một Miss Bill cực kỳ mới, cực kỳ khác đó. Ở trong bức ảnh này cũng vậy đó, đã lắm mọi người. Tại vì thật ra là khi mà đến với cái bộ phim này, dự án này, thì mình cũng đã đặt rất là nhiều tâm huyết, nên Ngọc cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ cảm nhận được những điều mà tất cả các anh chị em cũng như là diễn viên trong ekip đã cố gắng rất là nhiều cho dự án này. Không những Ngọc đâu mà tất cả các anh chị em trong ekip luôn, cũng như là các bạn diễn viên đang rất là nôn nóng để chờ đón trailer của phim. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho bộ phim Cô Gái Từ Quá Khứ.